Xin kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị, hàng năm vào vụ xuân hè tháng 3, tháng 4 là thời điểm mà bệnh xuân lá virus phát triển mạnh, gây hại nặng trên cây cà chua. Bệnh xuân lá có thể xuất hiện ngay từ khi cây còn nhỏ trong vườn ươm cho tới khi trồng ra ruộng và tới khi thu hoạch. Bệnh xuất hiện càng sớm thì mức thiệt hại lại càng nặng. Bệnh do virus gây ra nên tốc độ lây lan nhanh và khó kiểm soát. Để phòng trừ, bà con cần tiến hành tổng thể một số biện pháp như sau. Đầu tiên, làm sạch cỏ dại, hái bớt lá già cho thông thoáng nhằm hạn chế nơi mà bọ trú ngụ và nhổ bỏ những cây bị bệnh đưa ra xa ngoài ruộng để hạn chế nguồn bệnh. Bón phân cân đối giữa các nguyên tố đa lượng NPK, không bón quá nhiều đạm. Chúng ta dùng bẫy đèn, bẫy dính màu vàng thu hút và bắt diệt bọ phấn. Nếu như mật độ dẹp và bọ phấn nhiều thì có thể dùng một trong các loại thuốc trừ sâu để phun trừ. Và bà con cũng chú ý là phun kỹ trên tán, trong tán thì mới có tác dụng diệt sâu cao. Quay trở lại với những thông tin thời tiết, đáng chú ý nhất trong 2-3 ngày tới là tình hình về một đợt mưa lớn diện rộng tại khu vực Trung Bộ và cả Tây Nguyên. Cụ thể là từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 300mm, có nơi trên 400mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và cả gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Trước những diễn biến thời tiết có sự thay đổi lớn như vậy, thì bà con cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết để chủ động lên kế hoạch ứng phó kịp thời. Và khép lại bản tin hôm nay sẽ là dự báo nhiệt độ cho các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.